Giờ phục vụ của chúng ta đã hết. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ bình chọn cho hai đội. Xin mời tất cả các cán bộ và chiến sĩ sẽ là những giám khảo bình chọn cho ngày hôm nay. Xin mời ạ. Bỏ qua chuyện thắng thua đi thì hôm nay tôi cảm thấy hài lòng vì tôi được làm việc trong một đội không được như tôi mong đợi nhưng đã cho ra cái thành quả cũng khá là tốt. Toàn bộ hàng phía trước, hàng của các chiến sĩ xếp phía trước đã bước sang phần của đội xanh chúng tôi. Thật sự là rất là vui và tôi đã nhảy cẫng lên. Chúng tôi rất hồi hộp bởi vì số lượng chiến sĩ đứng bên đội xanh và đội đỏ gần như nhau. Chúng tôi không thể đoán được đội nào có ưu thế lớn hơn. Trong thử thách lần này, mỗi khách mời sẽ được phát hai phiếu xanh và đỏ. Sau khi dùng xong bữa trưa, họ sẽ bình chọn cho đội mà họ yêu thích nhất bằng cách bỏ phiếu vào thùng phiếu của đội đó. Đội nào có nhiều phiếu hơn, đội đó sẽ giành được chiến thắng. Kể cả khi mà cái phiếu cuối cùng đã được bỏ vào rồi thì chúng tôi vẫn hồi hộp vì chúng tôi đã đoán được là hôm nay có vẻ tỷ số rất là xít sao. Tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực và không biết làm nào hết cả vì tôi đã từng trải qua cảm giác bị thua cuộc. Và hơn bao giờ hết, tôi không muốn trải nghiệm lại cảm giác kinh hoàng đó. Sự chúng tôi hy vọng là đội chúng tôi sẽ là đội chiến thắng vì tất cả mọi thành viên đều đã cố gắng nỗ lực hết sức trong ngày hôm nay. Khi giám khảo kiểm tra thùng phiếu thì cái lượng thẻ của đội xanh và đội đỏ gần như ngang. Thủy, chị nghĩ rằng đội nào sẽ thắng? Tôi nghĩ rằng đội của tôi sẽ thắng. Tại sao? Tại vì theo phản hồi của các cán bộ chiến sĩ thì họ đều rất là khen món ăn của đội xanh. Đội đỏ, chị Ái. Tôi nghĩ đội tôi sẽ thắng bởi vì cái món gà cũng rất được nhiều người khen và chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình có thể. Nếu đội tôi ngày hôm nay có thua thì cái lỗi đó chỉ thuộc về một mình tôi. Hồi hộp nhất của chúng tôi sau các cuộc thi đó là chờ đợi kết quả. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả cho hai đội. Chúng tôi dựa vào tất cả các khách mời của chúng ta là các chiến sĩ và cán bộ của bên phòng cháy chữa cháy. Tôi hoàn toàn tin rằng đội của tôi sẽ chiến thắng. Rất là lo lắng bởi vì với vòng thi đồng đội thì ai cũng muốn đội mình chiến thắng cả. Đội đỏ có đôi đỏ có 26 phiếu và đội xanh 25 phiếu. Vỡ òa, chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình có thể và cũng cộng thêm với một phần may mắn. Với một phiếu, chỉ duy nhất là một phiếu thôi, đội chúng tôi đã có được cái chiến thắng. Cái chiến thắng đầy ý nghĩa và đầy ngoạn mục. Chiến thắng của đội đỏ hôm nay là một sự may mắn. Một hoàn toàn là sự may mắn chứ không phải do thực lực của họ có. Những cái món ăn ngon của chúng tôi đã không được đánh giá đúng. Wow, so lucky. Xin chúc mừng hai đội, đội xanh và đội đỏ. Các bạn đã hoàn tất bài thi của mình ngày hôm nay. Thank you. Đội đỏ đã là đội chiến thắng ở vòng thi này. Như vậy, đội xanh, các bạn sẽ phải bước vào vòng thử thách. Và bây giờ, xin mời các bạn theo chúng tôi. Lucky. Oliver.